Xin chào tất cả mọi người đã quan tâm tới kênh chuyên phân phối đất nền BKMX Trân Thành Bình Phước của Trọng Thơ nha. Ngay ngày hôm nay Trọng Thơ đang đứng ở đây là trung tâm thương mại Trân Thành La Nha nhé quý vị. Chúng ta có thể thấy ạ, một trung tâm thương mại rất là lớn đã mở được tại ngã tư Trân Thành Bình Phước nhé quý vị. Ngã tư Trân Thành Bình Phước. Và từ đây chúng ta di chuyển vào vị trí bất động sản của Trọng Thơ đang phân phối là 3 km là chúng ta tới khu công nghiệp và đô thị BKMX Trân Thành Bình Phước nha quý vị. Và ngay đây chúng ta có thể thấy ạ, những căn shop house cũng đang được chủ đầu tư Bình Long xây dựng lên và đang mở bán nha quý vị. Và từ những cái khu vực mà sầm uất nhất của thị xã Trân Thành này đó, chúng ta di chuyển vào bất động sản của Trọng Thơ đang phân phối chỉ 3 km thôi là chúng ta đã có những cái sản phẩm ngang năm sâu cho 30. Đất của chúng ta thuộc đất ở đô thị full thổ cư, nằm trong lõi của khu công nghiệp BKMX Trân Thành Bình Phước với tổng diện tích của khu công nghiệp lên tới 4.633 ha, được BKMX quy hoạch 50% công nghiệp và 50% đô thị. Ở trong khu công nghiệp BKMX Trân Thành Bình Phước hiện tại mật độ phủ kín lên tới 60% và đã có trường cao đẳng Bình Phước quý vị. Trường cao đẳng Bình Phước cũng đã hội tụ về đây, và trường cao đẳng Bình Phước là do tỉnh Bình Phước xây dựng và kết hợp giữa trường cao đẳng sư phạm, cao đẳng y và cao đẳng nghề về đây. Và tiếp theo chúng ta có thể thấy hạ tầng của Trân Thành Bình Phước là càng ngày càng thay đổi. Đối diện trung tâm thương mại Trân Thành La Gia là đường Lạc Long Quân quý vị. Chạy thẳng đường Lạc Long Quân là đường song hành với quốc lộ 13 và chạy thẳng lên tới cổng khu nghiệp Minh Hưng luôn quý vị. Trước mắt chúng ta là mặt tiền quốc lộ 13 và quốc lộ 14 giao nhau với ngã tư Trân Thành. Rẽ phải chúng ta sẽ về Bình Long và cửa khẩu Hoa Lư, hướng ngược lại chúng ta sẽ về Bình Dương và đi thành phố Hồ Chí Minh. Và chạy thẳng hướng này chúng ta sẽ về Tây Ninh, 72 km là tới Tây Ninh. Và hướng ngược lại từ ngã tư này chúng ta về Đồng Xoài cũng chỉ 33 km. Với một vị thế cực đẹp giáp với là Bình Dương và đã có nhiều biến động, nhiều thay đổi. Trong thời điểm vừa qua thì bất động sản thị xã Trân Thành luôn được nhiều nhà đầu tư quan tâm, và Trân Thành bắt đầu lên thị xã từ ngày 1 tháng 10 năm 2022. Đây là một thị xã Trân Thành hội nhập, năng động và phát triển. Quý hàng quan tâm tới bất động sản nằm ngay lõi trung tâm của thị xã Trân Thành, nằm trong các phường của thị xã Trân Thành, liên hệ ngay Trọng Thơ ngay ngày hôm nay qua số điện thoại 0962 854 858 để sở hữu một trong vị trí đẹp nhất. Hẹn gặp lại quý hàng ở những video tiếp theo.